Chào hết tất cả các bạn có mặt quán phê bê tối đêm này. Xuân đã đến, Tết năm nay đã thị chúc quán phê bê và các bạn năm ngôi sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, thành công trong cuộc sống. Cũng để liên tục chương trình đắc thiện chương trình là nhà phẩm khu phố ngày xưa, sáng tác nhạc sĩ Tú Nhi. Gió cuộn mây đưa về làng không gian chờ tối, khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc tù. Ngàn nào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường ôi dân bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn hòa dung nhan thờ ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa diệu hiền. Còn lại mấy em trăng mờ khắp lối, nhu màu ống hồng in sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên khung cửa, ai đưa ai chiều những buổi mình tặng gương về hẹn nhau đi phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lạnh ôi sao rỡ người. Đằng lối tôi nghe tiệm ba thứ dấu hiệu ngón dày theo mây về cuối trời. Gió cuồng mây đưa về làm không gian chờ tối, khu phố xưa tiêu tàn vì tay quân giặc thù. Ngàn ao tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường ôi dân bao căm đâu còn hòa xuân nhan thờ ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mấy đêm chắc mờ khắp lối, nhu màu oán hờn in sâu lòng phố phường. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lạnh ôi sao rỡ người.
lặng lôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu y uống dày theo mây về cuối trời lặng lôi tôi đi